Hàng đã chuẩn bị xong. Anh xem qua. Chắc chưa? Lô hàng lần trước quá bất cẩn. Một số bên lật kèo, gây tổn thất không nhỏ đâu. Dàn xếp vụ đấy, anh phải cho mấy thằng đệ ra tay toán hết. Lần trước em có chút sơ suất, lô hàng này anh yên tâm ạ. Chuyến hàng này là sinh mệnh của chúng ta, nếu mà sơ suất, cái giá phải trả sẽ rất đắt đấy. Anh yên tâm, bởi vì đã có app Sapo, gọi ship siêu rẻ chỉ từ 9.500 đồng. Alo. Dạ, bột mì anh đặt chiều nay giao luôn ạ. Ship nội thành chỉ 9.500 đồng ạ. Sao phải trả giá đắt? Bởi đã có Sapo, ứng dụng quản lý bán hàng miễn phí chọn nơi, lại gọi được ship rẻ siêu hời chỉ từ 9.500 đồng. Tải app Sapo và dùng ngay thôi.